trong khi hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn hành khách đang phải hàng giờ, hàng ngày mệt mỏi chờ đợi để mua được một chiếc vé tàu về quê hay là đi du lịch trong dịp nghỉ lễ sắp tới, thì ở bên ngoài các sân ga Hà Nội hay là ga Sài Gòn, việc mua vé lại khá dễ dàng nếu hành khách chịu chấp nhận chung chi cho cò mồi. Mỗi chiếc vé tàu, hành khách chỉ cần mất thêm từ 150 cho đến 200.000 đồng cho cò mồi là đã ngay lập tức có một chiếc vé ưng ý, ngày và giờ đi thì theo đúng yêu cầu của họ. Cái vé mà hành khách có nhu cầu chất lượng cao như là giường nằm hoặc là ghế mềm có điều hòa thì là các cái vé đấy đã được bán ra hết. Trái ngược với lời khẳng định của bà Đào, ngay trước sân ga Hà Nội, đó là cảnh tấp nập cò mồi chào mời hành khách mua vé tàu, giường nằm hay ghế mềm điều hòa, các cò vé đều khẳng định là còn. Trong vài hành khách mua vé tàu đi Vinh, Nghệ An, phóng viên VTC 14 dễ dàng để tiếp cận với các đối tượng này. Đi Vinh thôi. Đi là ngày 28 tháng 5 mà. Không biết là tàu làm được cái gì. Vâng. Ở chứ sao? Đang lại ý đến nhà rồi. Chưa đầy 10 phút sau. Nó vào rêu khoảng 700 cái. Ở tối 28, đó là cái ngày đấy. Tức là 24 giờ. Vâng, anh em nhau là ngày đấy rồi đó. Cái đấy, được thì để đâu. Đấy luôn, đi đấy luôn. Có luôn này. Gần 10 phút sau, lại có thêm một cò nữa tiếp cận với phóng viên. Lần này, cò mồi khẳng định mua 3 vé đi Vinh sẽ chỉ bớt cho 100.000 đồng. Cậu mua được bao nhiêu tiền cả, cậu có trả gì, nếu anh em phản tưởng lấy được là lấy được, cái là 120. Thôi, nó đi. Nó đắt quá, để cũng quá đi, quá thôi. Cậu phải trả là bao tiền cái, cậu bảo tao chỉ mua được 3 cái lần này, thì nên mà anh em biết anh em lấy luôn, cái là 120. 3 cái chung kết là bao nhiêu, mua được bao tiền. Còn tại nhà ga xe lửa quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, những người cò mồi bán vé xuất hiện ngay trước cổng và bám theo những người mới đặt chân xuống đây. Họ hoạt động dưới vỏ bọc là một người bán nước hoặc xe ôm. Và việc mua vé đôi khi chỉ cần qua những cuộc điện thoại như thế này. Phi có vé đi Hoàng ngày 29/30 Phi. 29 không? 29 không? Qua đường rồi. À, ngồi nằm Phi. Có ngồi lấy ngồi cũng được, lấy nằm cũng được. Có nằm thôi hả? Giờ giá vé nó nhiêu Phi? Rồi 73 nằm miền đường 1. Các cò mồi khẳng định sẽ chỉ mất rất ít thời gian mà không phải xếp hàng, nhưng giá vé sẽ cao hơn giá gốc khoảng 200.000 đồng. Đầu ngó vô nó lấy vậy là làm gì phải 10 mất 15 phút chứ, nó đi bộ trong đó. Còn 15 phút là được hay sao? Nó vô nó vòng đi ra nó ra chứ. Người phụ nữ này chuyên đón khách từ cổng bến xe. Người mua vé chỉ cần đưa chứng minh thư cho người phụ nữ này. Rồi tiền vé là 199.000, đúng không? 199.000 trên vé rồi. Coi như 200 đi rồi đưa 150 nó đủ rồi. Tiền công á. Ừ. 100 được rồi chị. Không có được. Em không à. Không được. Được rồi chị, bớt mày gọi nãy 200 bớt mày. Đúng như những gì các cò mồi nói, người phụ nữ này dường như đã quen và được ưu tiên nên không hề phải xếp hàng mà đến thẳng quầy mua vé. Cuộc giao dịch diễn ra chỉ chưa đầy 5 phút. Và người mua nhanh chóng được một vé chính tên, chính chủ trong khoảng thời gian chưa đầy 10 phút. Cũng hơn 1 tiếng rồi. Thì ngồi mệt với lại buồn ngủ. Hôm nay mình đi trả thì mình chờ nói chung cũng giờ số thứ tự với giờ thời gian rồi cũng hơn 30 phút rồi. Nhưng mà còn tới khoảng 40, hơn 40 số nữa. Nói thôi mà. Hành khách thì dài cổ chờ vé. Có mối vé tàu thì hoạt động công khai. Đơn vị bán vé thì phủ nhận việc tiếp tay. Cơ quan chức năng sẽ nói gì về điều này?